Nhìn lại scandal xé giấy nợ cách đây 3 năm, Hoa hậu Thùy Tiên không khỏi ám ảnh vì bị chửi rủa công kích trên mạng xã hội. Tuy nhiên nhờ vậy mà người đẹp 9X cũng trở nên mạnh mẽ, rút ra nhiều bài học quý giá cho mình. Sau gần một năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên thăng hạng từ nhan sắc cho đến danh tiếng. Hiện với cương vị đương kim Hoa hậu, chân dài 24 tuổi cùng tổ chức của mình đi đến nhiều quốc gia vùng lãnh thổ để hoạt động từ thiện. Những ngày vừa qua, trong chuyến công tác tại Angola, Hoa hậu Thùy Tiên ghi điểm tuyệt đối khi dùng toàn bộ quỹ lương cá nhân để xây giếng nước sạch, xây trường học và trao tặng bánh kẹo, sách vở cho người dân châu Phi. Bên cạnh nghĩa cử tốt đẹp của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, không ít bình luận còn nhắc lại scandal chấn động nhưng vẫn âm ỉ cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể vào năm 2019, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip Thùy Tiên xé giấy nợ và thái độ gay gắt với Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Theo đó, đối phương tố Thùy Tiên vay của mình 1,5 tỷ để đi thi Hoa khôi Nam Bộ và hứa sau khi lọt top 3 sẽ hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, người đẹp cho biết mình bị dụ bút xa gà chết và thực tế không có bất kỳ khoản tiền mặt nào. Miss Grand 2021 trong lúc giằng co đã lao đến giật và xé tan nát giấy nợ có chữ ký kèm lăn tay của mình. Thùy Tiên sau đó cũng nhờ luật sư kiện ngược chị gái Đặng Thu Thảo và nghi ngờ đây là đường dây lừa đảo chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ có tiềm năng để ký vào hợp đồng vay nợ. Chính vì hành động này mà Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận về không ít gạch đá. Trước và sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, anti-fan liên tục làm đơn tố cáo gửi những hình ảnh clip ồn ào của cô đến ban tổ chức Miss Grand International. Thậm chí, ngay thời khắc đăng quang, Đặng Thùy Trang cũng đăng đàn ẩn ý cô là kẻ vô ơn bội nghĩa, mua giải nhưng lại được nhiều người tung hô. Trong buổi talk show gần đây, Thùy Tiên dũng cảm thừa nhận sai lầm. Nàng hậu cho rằng lúc đó mình quá bồng bột, thiếu tỉnh táo và không kiềm chế được cảm xúc nên mới gây ra hậu quả lớn. Người đẹp nói, tôi là một người nóng tính. Từ khi vụ việc đó xảy ra, tôi mới thấy được hậu quả và dần thay đổi bản thân. Nóng tính trước công chúng là điều không nên. Tôi từng trải qua rồi và phải chịu hậu quả của việc không kiềm chế được cảm xúc trong vòng 3 năm. Thời điểm diễn ra sự việc rất tệ, tôi là một người khá nội tâm. Từ sự việc đó, tôi mới thấy sự nóng tính không đúng chỗ sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng hé lộ giai đoạn bị khủng bố tinh thần vì dân mạng ném đá. Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ là người được biết đến nhiều. Bài đăng của tôi trước giờ chưa đến 1.000 like, nhưng riêng bài đăng đó 2.000 like mà toàn chửi không, chửi khủng khiếp. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị chửi nhiều như vậy. Lúc đó tôi mới biết do không kiềm chế được cảm xúc mà mình được nhiều người biết đến theo mặt không hề tốt. Chúng ta là con người, không ai hoàn hảo hết, tôi cũng vậy. Người nổi tiếng nên kiềm chế cảm xúc của mình, thậm chí là kiềm chế cơ mặt. Khi máy quay ly qua, dù chỉ 1-2 giây thôi, nhưng mặt buồn là bị chửi liền. Tôi mong mọi người có cái nhìn thông cảm và đa chiều hơn, vì đôi khi clip 1 phút hay 1-2 giây không thể nói hết được một con người. Sự chỉ trích chì chiết trên mạng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần một người. Trước khi chỉ trích một ai, chúng ta phải hiểu rõ sự thật đó trước đã. Thùy Tiên chia sẻ. Khi nói về việc có tin đồn mua giải, Thùy Tiên nói, nếu Tiên đã mua giải rồi thì Tiên sẽ không chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, bỏ công bỏ sức ra để tập trung tập luyện hết sức mình như vậy. Còn để nói về những ồn ào cũ bị đào lại, thật sự Tiên cũng đã có cho mình những suy nghĩ từ trước khi mang danh hiệu Miss Grand Việt Nam rồi. Tất cả những điều đó Tiên đã có câu trả lời riêng của mình, Tiên đã đều tính trước và Tiên không sợ. Trên livestream, nàng hậu chia sẻ, tranh cãi sau cuộc thi là điều bình thường. Tôi chỉ muốn nói với những ai cho rằng tôi không xứng đáng, rằng tôi sẽ chinh phục các bạn như cách tôi chinh phục quê hương mình. Vì thế, tôi không nghĩ chúng ta cần phải tranh cãi về cuộc thi nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy cứ theo dõi nhiệm kỳ của tôi sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Cách trả lời ứng xử bản lĩnh thông minh của Thùy Tiên đã cho thấy sự trưởng thành của Hoa hậu. Thay vì đôi co với những người không cần thiết, Hoa hậu 9X đã âm thầm nỗ lực. Chiếc vương miện 12 tỷ danh giá cùng màn thể hiện xuất sắc trước 69 đối thủ là câu trả lời rõ ràng nhất cho tài năng của Hoa hậu Thùy Tiên.